Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh kiếm tiền online của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật cái tình hình rút tiền của trang Rao cho các bạn xem ha. Thì mình có mời một người bạn tham chiến chung với mình ha, bạn ấy nhờ mình rút tiền giùm. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ rút tiền về cái ví Litecoin ha các bạn. Hôm trước là mình rút về PayPal đó. Hôm trước là mình rút 18,89 đô nè các bạn, về ví PayPal đó ha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ rút về ví Litecoin thử xem nó trả tiền như thế nào ha. Rồi thì để rút tiền các bạn bấm vào chữ Wallet nè. Rồi ok, sau khi xong thì các bạn bấm vào chữ Request Withdraw này ha, bấm vào đây. Rồi sau khi xong thì nó có là bốn loại ví để các bạn chọn. Thứ nhất là rút về ví Litecoin, thứ hai là về PayPal, thứ ba là về ví Real ha các bạn, thứ tư là Oppo. Thì đó, giúp Oppo này nó không còn hỗ trợ cái đất nước Việt Nam nữa ha các bạn. Rồi cho nên là các bạn có một trong ba ví này các bạn rút ha. Thì hôm nay mình sẽ rút về ví Litecoin ha. Thì để rút về ví đầu coi thì các bạn bấm vào đây. Sau khi xong á, các bạn chọn số tiền muốn rút, ví dụ mình rút muốn rút là 8 đô đi. Rồi 8 đô đi ha. Các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Thì mình sẽ rút về ví Remitano ha các bạn. Rồi. Thì đối với ví Remitano đã, thì các bạn rút thì các bạn chọn vào chữ ví phía trên ha. Các bạn bấm vào đây, các bạn chọn ví. Rồi sau khi xong ha, các bạn chọn cái chỗ là này Litecoin này ha, LTC này các bạn. Các bạn chọn vào chữ nạp. Rồi cái min rút tối thiểu của nó là 0,0001 LTC ha các bạn. Rồi ok, thì ở đây các bạn copy cái địa chỉ ví này ha, copy địa chỉ ví này. Rồi sau khi copy xong, các bạn dán địa chỉ ví nào vào đây. Các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Bạn kiểm tra là chỉ cái đầu ha. Rồi sau khi đúng rồi á, giờ số tiền các bạn muốn rút cũng ok rồi, các bạn đồng ý với điều kiện điều khoản của nó, các bạn bấm vào đây. Rồi ok, sau khi các bạn nhấn send token. Rồi cái send token này nó sẽ gửi về cái phần cái Gmail của bạn đăng ký ha, cái mật mã ha. Thì để mình trở qua Gmail. Đây, Rao-git nè các bạn. Nó gửi cho mình cái token ha. Các bạn bấm vào đây. Rồi, sau khi xong thì cái mã nằm ở đây nè các bạn. Nè ha, cái mã nằm đây nè. Các bạn copy cái mã này. Rồi, các bạn trở lại trang Rao-git. Các bạn dán cái mã vào chữ token này. Rồi, sau khi xong các bạn nhấn Submit Request. Rồi, ok. Sau khi là các bạn hoàn thành các cái bước để rút tiền. Thì hồi nãy mình rút là 8.01 thì nó trừ mình là đâu đó là khoảng gần 2 đô ha các bạn. Nó trừ ở đây. Ở đây nó quy bằng đô ha. Rồi, ở đây nó có thể là trong 10 ngày làm việc thì nó thanh toán số tiền này cho mình. Thì hôm nay là 20 giờ 20 phút ngày 26 tháng 12 ha, để xem liệu cái trang web này trả tiền trong bao lâu ha. Rồi, ok. Rồi, thì sau khoảng thời gian đâu đó khoảng hơn 2 tiếng ha các bạn, thì nó đã trả tiền cho mình ha, trong ngày 26 luôn các bạn. Rồi ok, thì để ở đây nó, hồi nãy nó có dấu đỏ ở đây nè các bạn, bây giờ nó mất rồi ha, tức là nó thanh toán cho mình là 6,29 đô. Rồi thì mình mở cái phần bằng chứng cho bạn xem ha. Thì ở đây nè, mình rút về sàn Remitano này các bạn là 6,29 đô, tương đương với 0,09 LTC ha các bạn. Rồi thì nó gửi mail cho mình là ngày 26 này các bạn, ngày 26 nè, giờ lúc 10 giờ nè. Lúc mình rút là khoảng 20 giờ 20 thì nó là 22 giờ 52 nó trả tiền cho mình ngày 26 luôn các bạn. Thì đâu đó khoảng hơn 2 tiếng nữa là trả tiền cho mình ha. Rồi thì ở đây nè. Ở đây là cái Remitano của mình, nó cũng có cái thông báo nè các bạn. Nè, tức là tài khoản mình đã được nạp là 0,09 nè các bạn, 0,09 nè. Đó, giống như cái mail nãy nó có gửi cho mình đó. Rồi. Ok. Thì nói chung là cái trang web này trả tiền rất là uy tín ha. Cái bạn mà mình mời đó thì họ bạn cũng cài chay ha. Thì bạn cũng làm những cái nhiệm vụ về sale robot ha các bạn. Mình đã hướng dẫn bạn này làm trực tiếp luôn. Bởi vì bạn này làm rất là cũng khá là ok ha. Nhưng mà tuy nhiên máy không có thời gian nhiều. Bạn cài chay ha. Máy là B4 ha. Thì ở đây họ bạn ấy là không có mời ai được hết trơn á. Rồi ok,
Thì các bạn có thể, nếu các bạn muốn tham chiến ở trang web này á, thì các bạn vào cái kênh của mình ha, các bạn bấm vào phần danh sách đó, sau đó các bạn chọn là cái chỗ mà tổng hợp video về Roundkeep nè các bạn ha. Cái này các bạn bấm vào đây, thì ở trong cái phần này á, nó có hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản, cũng như là cái phần hướng dẫn làm nhiệm vụ trên Sell Remote rồi nè các bạn. Sell Remote Content Search Eager rồi ha. Thì cái này là toàn bộ là mình làm trên cái nhiệm vụ này hết đó. Rồi ok, thì mình vừa cập nhật cho các bạn xong tình hình rút tiền ở trong web Crowdgit ha. Thì trong web này trả tiền rất là uy tín ha các bạn. Nó rút về ba loại ví như hồi nãy mình chia sẻ với các bạn đó. Rồi thì nếu các bạn có thắc mắc gì hay là comment bên dưới video ha. Nếu các bạn muốn tham chiến cái video này á, thì mình sẽ để cái đường link mà hướng dẫn làm cái danh sách hướng dẫn mà mình mới giới thiệu cho bạn ở phía bên dưới ha. Các bạn bấm vào đó, trong đó nó có cái đường link đăng ký các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bạn.